Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Vì sao con trai của Phan Hiển Khánh Thi lại mang họ Nguyễn? Becky, con trai của bộ đôi kiện tướng Dance Box Việt Nam Phan Hiển và Khánh Thi mới đây đã giành huy chương vàng trong lần đầu thi đấu Dance Box quốc tế ở nội dung thiếu nhi. Thông tin Becky Minh Cường cùng bạn diễn Mai, tên thật là Linh Sang, đã đoạt giải nhất tại giải Silver Sports World Championship 2023, đang nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam. Đặc biệt là Becky khi nhóc tì mới chỉ 8 tuổi đã thể hiện tài năng thiên phú, xứng danh con nhà nòi. Becky tên thật là Nguyễn Minh Cường, sinh năm 2015, là con trai của bộ đôi kiện tướng Dance Box Phan Hiển và Khánh Thi. Trước thành tích mà Minh Cường đem về cho Dance Box Việt Nam vừa qua, nhiều người đặt ra câu hỏi, vì sao con trai của Phan Hiển lại mang họ Nguyễn? Nguyên nhân bởi từ lâu mọi người đã quá quen với nghệ danh Phan Hiển và hiểu lầm đó là họ tên thật của anh. Tuy nhiên Phan Hiển có tên đầy đủ là Nguyễn Đoàn Minh Trưởng. Bé Minh Cường, con trai Phan Hiển mang họ Nguyễn cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Chiều 28 tháng 3, nữ hoàng Dance Box Việt Nam Khánh Thi đã hạnh phúc đăng tải video ghi lại khoảnh khắc hậu trường khi con trai cô là bé Kobe và bạn diễn làm may ăn mừng với chiếc huy chương vàng thế giới tại giải Silverbird World Championship 2023. Hạng mục mà Kobe và Mai chiến thắng là Dance Box dành cho thiếu nhi lứa tuổi 6 đến 9 tuổi. Trong video, bé Kobe và Mai cùng cầm bảng danh hiệu nhà vô địch thế giới nhảy múa ăn mừng. Niềm vui tràn ngập ánh mắt, nụ cười của hai vận động viên nhí cùng phụ huynh. Minh Cường hồn nhiên nhắc lại thành tích mà bản thân và bạn diễn vừa giành được, vô địch thế giới dành cho trẻ em. Sau đó hai nhóc tì ôm nhau thắm thiết. Kobe còn nhấc bổng Mai lên như cách các em vẫn thường tập luyện cùng nhau. Chứng kiến niềm vui của các con, Khánh Thi cũng tự hào nói, Kobe bây giờ là giỏi hơn ba rồi. Kobe đem quốc ca Việt Nam đến thế giới. Chuyện tình của Khánh Thi và Phan Hiển luôn thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Từ mối quan hệ cô trò, vượt qua khoảng cách tuổi tác, cả hai dành tình cảm cho nhau và cùng xây dựng tổ ấm. Hiện Khánh Thi và Phan Hiển đã có hai nhóc tì là bé Kobe, Minh Cường và bé Anna. Trong đó, Kobe sớm bộc lộ niềm đam mê và tài năng với bộ môn Dance Box. Chuyến thi đấu tại Italy lần này là lần đầu tiên bé Kobe sát cánh cùng bố mẹ tại một giải đấu quốc tế. Trong hành trình tập huấn và thi đấu, Phan Hiển đã có những hướng dẫn cho con trai cả về kỹ năng biểu diễn lẫn kỹ năng sống. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.